Con sư tử cười như vậy thì chắc là chủ nhân bị cái gì rồi đó, cho nên nó mới cười như vậy, có đúng không? Vậy sao ngài không bay lên giúp chủ nhân đi? Ngài phép thuật nhiều hơn ta mà. Không phải là ta không muốn giúp, ta còn lo lắng hơn ngươi nữa. Chỉ là nếu dùng phép thuật để đoạt cỏ tiên thì nó không linh nghiệm để chữa bệnh nữa, đem về cũng vô dụng thôi. Thì ra là vậy, nhưng mà ta lo lắng quá. Sao núi rung chuyển dữ vậy? Chủ nhân chúng ta có sao không? Tiếng gầm này là chắc chắn của con sư tử rồi. Như vậy là chủ nhân chưa tiêu diệt được nó. Như vậy là nguy rồi. Ông mau mau cùng tôi lên đó đi. Ta vẫn còn sống sao? Trước khi ngất đi, ta thấy con sư tử nhảy chồm đến ta, rất hung hãn mà. Trời tối rồi, thần mã, ông đưa ta tới cung điện thật nhanh đi.